sau đây thì Thùy Dương xin mời lên sân khấu anh Lý Vĩnh Phong là đại diện cho phái đoàn Bắc Mỹ và anh Phong. Bắc ai? Bắc Mỹ. Thank you. Now, I know different from other đại hội that our đại hội this time we had a smaller delegation comparatively, but let's not forget who won the dance-off competition earlier, and let's not forget which delegation had a harder time following directions. Now let me say a few words first. Thank you for the introductions, and I am very happy to represent the BACME, the North American delegation, to attend DH5. It's an important milestone for the Vietnamese youth around the world to unite, come together for a common cause. Just to say a few words in Vietnamese, xin thưa các anh chị em sinh viên và quý quan khách đến từ khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng tôi xin được đại diện cho Cộng hội sinh viên Việt Nam, miền Nam California và đại diện cho phái đoàn tham dự viên Bắc Mỹ. Xin có lời chào thân ái đến quý anh chị em và quan khách. Thưa các bạn, mỗi hai năm một lần, giới trẻ Việt Nam chúng ta lại đến với nhau như một gia đình qua Đại hội Thanh niên sinh viên Việt Nam thế giới. Chúng ta đến với nhau với một tấm lòng yêu thương đất nước và dân tộc. Chúng ta đến với nhau với một hoài bão và một niềm hy vọng chung cho một tương lai Việt Nam tươi sáng. Và chúng ta cũng đến với nhau với một quyết tâm chung, đó là làm sao đóng góp khả năng và sức lực của mình cho đất nước và người dân Việt Nam. Trong tinh thần đó thì giới trẻ Việt Nam tại Bắc Mỹ sẵn sàng sát cánh cùng giới trẻ Việt Nam trong và ngoài nước và khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta cùng đoàn kết và xây dựng một xã hội dân sự tại Việt Nam như là một nhịp cầu đưa đất nước và người dân Việt Nam từ độc tài đến bến bờ dân chủ. Thật sự, một lần nữa chúng tôi xin thay mặt cho phái đoàn sinh viên Bắc Mỹ thành thực cảm ơn ban tổ chức Đại hội Thanh niên sinh viên Việt Nam thế giới kỳ năm, và xin chúc cho các bạn và quý quan khách đến tham dự đại hội kỳ này gạt được nhiều mình sẽ kết được thêm nhiều bạn hơn, và mình cũng sẽ học hỏi được nhiều hơn từ nhau, và qua đó chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu một hành trình mới, một kỷ nguyên mới cho đất nước Việt Nam. Xin kính chào toàn thể quý vị.